cho anh gì á? Này em lên đồ nghề và dây điện thùng đàn trả nhiêu đô sạc cày đô dạ bình dân á thanh lý bớt đầu tiên mấy kim kim này về phải vệ sinh kim tuột cái nam thầy cắt bình thường này khoan wow. Kim này kim lỗi kim sáu nó rớ nhiều vậy là nó bị không phải dùng để kẹp đó bộ này trăm bá A1 AE1 tiếp theo 4 cái kim cả 50.000 3 cái dài 20 1 cái dài 15 miếng đẹp kẹp chắc chắn về làm nghề á hai kẹp EA2 AE2 50.000 còn 5 cái xe cài như này da băng này dài tầm 20 đọc dù 5 cái này 100.000 hầu hết miệng đẹp á E3 100.000 và hai cái màu lên đó 180 cái có tục cái có hết miệng đi đẹp chuẩn cao size 300 ml á AE4 180 cái đôi này 90.000 hoạt động bình thường á tí nó hơi cắm xoay bình thường 90.000 thanh lý được mực độ AE5 90.000 tiếp theo có 4 cái sắt cày 100.000 dài 36 AS6 100.000 bồ mũi đục 50.000 dài tầm 15-17 hai cái chân sắt hai cái đục xương AS7 50.000 có bộ Lâm Vương cái này khả nguyên cao chưa liêm cao bộ này 80.000 80 còn sử dụng tốt á ai ấy 80.000 có 3 cái kéo này chữ nhật đầy đủ mộc lưỡi đẹp báo cắt á này cắt tốn dài vô tứ á nó hơi rít cắt nhẹ hai cái lưỡi như này á bán cái này 120 ai chị
hai cái bọt lịt 80.000, 200 ml á, Lotte, cái của Spec miếng đẹp á, hoặc đồng bình thường. AE10 có bộ này, này hư đấy, mấy cái đầu chấn là 3/8 á, chấn hợp với cái đầu này luôn, 70.000. AE11 70.000. Còn mấy cái kéo này 30.000. Nó nhỏ. AE12 30.000. Ba cái đầu búa, hai cái này tầm 5 lượng, cái này tầm 3 lượng. Đầu tương đối. Tương đối đẹp. Ba đầu búa này 60.000. AE13 60.000. Có hai cái khóa vòng á. Đầu 1 inch này. Này là 15/16 của toner. Này 13/8. 1/4 USA. Hai cái này 90.000. AE14 90.000. Có bộ cửa này, hai cửa góc hẹp này, với là kèm theo 8 cái lưỡi này. Bộ này 150. AE15 150. Có dùng cụ bóp như này, tập thể dục á, 30.000. AE16 30.000. Móc cầu, móc cạp. Này móc 500 kg á, 150. Nó kẹp được 12 ly, 12 đến 13 ly đó. AE17 150. Có cái dao làng giá về mình làm gọt theo, làm dao ghép tốt, sửa sửa lại tí nữa. Dao thì siêu sắc bén. 80.000. AE18 80.000. Có ba cái cửa, cửa này về làm cảng khác, lưỡi có đẹp, lưỡi này về chỉnh sửa lại hoặc là cửa liền á, có lưỡi này hơi bể đấy. Ba lưỡi này 70.000. AE19 70.000. Ba cái bài này 60.000, cái này thì khá đẹp, vệ sinh nên chưa kỳ đó, khá đẹp. Hai cái này sâu. AE20 60.000. Ba cây, một cây mọc cái này 50.000. Dài 28 về bột kẹp. AE21 50.000. Còn cái đầu búa này nặng 3 kg á, đầu hơi bể, búa tròn 120. AE22 120. Có mấy quả to này, 30-32 hạng cá, 24-30 Osaka Tanto, 24-30 Osaka Tanto, 24-30 Osaka Tanto. Ba sáu bốn một Osaka Tanto, 24-30 Osaka Tanto. Top
35 bụng 1. Rồi con này 230. À e 23 230.000. Bộ này có bộ đục gỗ. Bảng cái này là phân rưỡi, phân 7. Này 3. Này 3 đúng không? 3,5 luôn. Ba cái này á. Và cái này size to. Ba cái này 17 dài 28 25 28. Size to chắc á. À e 24 87. Về phải mai thêm tí nữa, hơi mẹ nhắm. Có cái dụng cụ này nó xoay làm gì á, xoay cái cạp này, xoay ra sẽ vào đây này. Có kia cái chằng này luôn này. Tokyo giống như cái kẹp á, cái này con đôi khi lại thiếu cái chỗ này cũng biết được á. Cái này bằng 80. Ai 25 80.000. Huyết A này. Có huyết A tùm lum này. Có bộ semi này. 6 cây 100.000. Vệ sinh chưa kỳ lắm á. Rồi AE 26 100.000. Bộ này ba khóa vòng 1921 2126 2326 50.000. AE 27 50.000. Có 3 cái bao 120 size 125 á. Miệng cái này hơi bể. Này hơi bể. Này khá không biết. 3 cái 120. AE 28 120. Có bộ xa cây này. Hơi rổ á. Có cái này có mọc đây này. Em vệ sinh nha. Chứ kỳ á, đợt này em vệ sinh. Em kỳ lắm. Dài bồn bồn này. 3 cây bồn bồn. 1 cây 53. Con cây tuột á. Về báo cây á. Về bạn em Lâm Hồ á. Rồi, bộ này 130 4 cây. À, 29 130. Tiếp theo cái sậu này. Mấy cái hề sậu này. Ba cây này 120. Một cây dài 72. Cây này 50. Cây này 40. À 30. Bộ này 120. Về bằng cây tốt á. Có ba cái kẹp. Kẹp thằng rau này 120. Hai cây nhôm, một cây bằng thép đen, ba cây 120. Ai 31 120. Có bộ này 32 Asahi, 36 hít
nay miền xa tổ hết á, 35 hít, hàng này chưa vệ sinh, 26 Asahi, 41 Asahi, 4 này 108. AE32 108. Có thùng đàn đây. Phải mọp đây. Thùng 7 lít á. Thùng 7 lít. Thùng này 108. Có sử dụng tột á. Hơi mọp đó. AE32 33 88. Rồi. Hẹn các clip tiếp theo trưa nay.